Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ dự kiến xây dựng tại Hà Nội có tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la. Khu đất được Đại sứ quán Mỹ thuê để xây dựng trụ sở mới được đánh giá là vị trí đất kim cương. Còn sót lại ở trung tâm có 4 mặt tiền, trong đó một mặt giáp với đường Phạm Văn Bạch, đối diện với trụ sở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một mặt giáp với công viên Cầu Giấy, chỉ cách một con đường. Hai mặt còn lại đều có đường lớn được thảm nhựa, có vỉa hè trồng cây. Ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự lễ ký thỏa thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ dự kiến xây dựng với tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la, quy mô 39.000 m2 trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha do tập đoàn EYP Architects Engineering thiết kế. Đây sẽ là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao của Mỹ và Việt Nam. Thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với vùng biển lung linh và hàng nghìn đảo đá vôi cao chót vót. Kiến trúc này sẽ thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Thiết kế cảnh quan của khu phức hợp Đại sứ quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, sẽ minh chứng cho sự tiên phong về tính bền vững môi trường và khả năng thích ứng với khí hậu. Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết dự án đang trong quá trình thiết kế nhằm kết hợp chặt chẽ các yếu tố về kiến trúc, an toàn và yêu cầu về quy mô để tạo ra một không gian làm việc đảm bảo an ninh, hiện đại và bền vững cho các cơ quan và nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ động thổ sẽ diễn ra vào thời gian phù hợp trong tương lai. Các chuyên gia từ vụ điều hành các trụ sở ở nước ngoài, viết tắt là OBO của Mỹ, chịu trách nhiệm giám sát lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, di chuyển và quản lý cơ sở đối với Đại sứ quán. Với tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la, dự án này cũng được đánh giá là một trong những tòa nhà Đại sứ quán Mỹ được đầu tư lớn nhất thế giới, cao hơn cả tòa Đại sứ quán Mỹ tại Anh khoảng 1,1 tỷ đô la. Về quy mô 39.000 m2 trên khu đất có tổng diện tích 3,2 ha, cũng gần ngang ngửa khu phức hợp tại Trung Quốc rộng 4 ha. Theo Đại sứ quán Mỹ, sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, chính phủ Việt Nam đã cam kết dành cho Mỹ một địa điểm xây dựng khu phức hợp Đại sứ quán tại Hà Nội. Đến năm 2019, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ. Hồi đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho phía Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký hợp đồng thuê đất là kết quả của những cam kết trên. Bạn thấy thiết kế của khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới như thế nào? Hãy bày tỏ ý kiến ở dưới video nhé!